Cưng thích cái mẫu bạn trai của mình như thế nào, nói cô nghe. Dạ, bạn trai là cao trên 1m65, với lại cái bụng hơi bự bự. Cái bụng hơi bự bự đúng không? Cái bụng hơi bự bự, dùng hơi bự bự xíu. Có. Ừ. 65 thì chưa chắc. Thôi lại. Zan à, nói nghe coi nè. Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Thiếu hai phần á. Thấy chưa? Đó. Thiếu hai phần. Dạ. Ôi, không sao. Nhưng mà cái bụng hơi bự bự là có nha. Dạ. Nó bù, còn gì bù nữa lắm nè. Mà cái sự chân tình, mộc mạc, dễ thương. Dạ. À, thích hát nữa. Thích hát. Dạ. Biết hát không? Dạ, em cái đó em ca dở lắm. Ca dở kệ nó. Hát được là được. Đâu thử nào. Ca bài Ta Đi Tìm Em đi ha. Rồi. Một khúc thôi ha. Lớn lên khúc thôi. Hát hai khúc. Thành đô Lâm An, đại lý ta tìm nàng. Tìm em giữa Dương Châu chiều mưa. Biển kinh tương dương, lửa khói xanh đầy trời. Biết tìm em nó trốn nào. Thôi được rồi, được rồi. Em ngay kế bên nè, khỏi đi tìm đi. Em trai, mình giới thiệu về mình đi. À, trước tiên em gửi lời chào đến anh Quyền Linh ha. Ừ. Chị Hồng Vân, bạn gái ở bên kia. Thấy quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Lê Trung Tính, hôm nay em 30 tuổi. Lê Trung Tính, 30 tuổi. Dạ. Làm gì Tính? Em làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lốp xe. À, ở đâu? À, quận 10 anh. Quận 10. Dạ. Quê em ở đâu Tính? Dạ, quê em ở Bến Tre. Còn em? Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh với lại khán giả trong trường quay. Chào con. Dạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Võ Hoài Dung ạ. Con năm nay 26 tuổi, làm nhân viên văn phòng ạ. Hiện giờ con đang ở đâu? Dạ, con ở quận 9 ạ. Đứa ở quận 9, đứa ở quận 10. Một người quận 9, người quận 10 mà xa. Bây giờ sẵn thì mình nói luôn nè, cái ưu khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của con là chịu khó. Dạ, với lại cẩn thận, gọn gàng, sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn khuyết điểm là hơi khó tính với lại nóng tính con. Cái nóng mà cỡ lớn nhiều nhất á, là làm gì? Cái đó nhiều khi mình nói ra, lời nói của mình á, làm cho người khác tổn thương. Tức là bằng lời nói chứ phải bằng hành động đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn ơi, bạn nghe không, bạn Tính? Dạ nghe, đang nghe. Nghe, nghe, nghe đó, người ta nói hết rồi đó, tới mình nói đi. Dạ, cái bên em á thì cái ưu điểm của em là siêng năng, ham học hỏi. Còn cái khuyết điểm của em là hay tin người hơi lố. Tin người hơi lố hả? Dạ. Có tiền cho anh mượn vài trăm thôi. Cho mượn là lên là cho mượn liền đúng không? Đúng rồi, nói vậy. Mình nói chút xíu về tình trường của mình đi Tính. Dạ, em thì cũng trải qua hai mối tình anh. Hai mối tình. Mối tình là thời học sinh. Mấy năm? 5 năm. 5 năm. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 2 năm. Nhưng mà yêu mấy năm á? Yêu cũng là 2 năm. 2 năm? Dạ. Là 7 năm yêu rồi. Dạ. Vì sao phải chia tay hai mối tình? Dạ, mối tình đầu tiên thì cũng chia sẻ là bạn gái đi lấy chồng. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai thì bị người ta bỏ. Ta bỏ hả? Dạ. Rồi đàn gái mấy mối tình rồi? Con trải qua 2 mối tình ạ. Mối tình thứ nhất là kéo dài 7 năm. Còn mối tình thứ hai là kéo dài gần 3 năm. Trời ơi. Trời ơi, vậy là cũng 10 năm yêu đương rồi ha. 10 năm yêu đương rồi. Tại sao lại chia tay? Dạ, mối tình đầu tiên là quen từ hồi còn đi học sinh á. Xong rồi sinh viên cũng quen, nhưng mà khi mà đi ra làm thì tính tình mỗi người mỗi khác á. Xong rồi ảnh bỏ con. Ảnh bỏ con. Ảnh bỏ con. Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là quen nhau cũng được, nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình nó khác. Hoàn cảnh gia đình là hai đứa tự động hay là đứa nào bỏ đứa nào? Hai đứa tự động. Hai đứa tự bỏ nhau hả? Dạ. Chứ còn không tin được là ai bỏ con á, con quá xinh xắn. Nói chung là trong tình yêu thì cũng không bao giờ nói trước điều gì ha. Rồi để cô coi thử nha, cô coi thử nha. Có duyên lắm mà. Chào cưng. Dạ, em chào chị. Một người rất có duyên và cái khuôn mặt này rất là phúc hậu. Cưng mà chỉ cần mở rào ra tôi cũng hết hồn bên đây liền. Nó đẹp lạ lùng lắm. Thì... đẹp mà lạ lùng lắm. Đẹp lạ lùng lắm. Linh ra đây, lạ đi ra đây. Đẹp mà lạ lùng luôn. Nói nghiêm túc, đi ra đây. Làm gì hồi hộp chứ tôi. Tại vì đàn trai tôi qua tôi coi đàn mắt đàn gái cơ. Sao mà lạ lùng. Hú hồn. Trời cưng quá nha. Thấy không? Một cái nét đẹp nó rất là cổ xưa, thấy không? Nói chung là gương mặt này rất là lạ, dễ nhớ. Dạ. Nhớ nụ cười rất là tươi ha. Cưng thích cái mẫu bạn trai của mình như thế nào, nói cô nghe. Dạ, bạn trai là cao trên 1m65, với lại cái bụng hơi bự bự. Cái bụng hơi bự bự đúng không? Cái bụng hơi bự bự, dùng hơi bự có. Bự xíu. Có. Ừ. 65 thì chưa chắc. Thôi lại. Zan à, nói nghe coi nè.
Chiếu hai phần á. Thấy chưa? Chiếu hai phần á. Thấy chưa? Đó. Chiếu hai phần. Dạ. Ôi, không đó, sao? Nhưng mà cái bụng hơi bự bự là có nha. Dạ. Ừ. Nó bù, còn gì bù nữa lắm nè? Mà cái sự chân tình, mộc mạc, dễ thương. Dạ. À, thích hát nữa. Thích hát. Dạ. Biết hát không? Dạ, cho em cái đó em ca dở lắm. Ca dở kệ nó. Hát được là được, đâu thử nào. Em ca bài Ta đi tìm em đi ha. Rồi. Một khúc thôi ha. Lớn lên khúc thôi, hát hai khúc. Thành đô Lâm An, đại lý ta tìm nàng. Tìm em dưới Dương Châu chiều mưa. Biển kinh tương dương, lửa khói sáng đầy trời. Biết tìm em nó trốn nào. Thôi được rồi em ngay kế bên nè, khỏi đi tìm đi. Ừ. Nói chung là cũng có hát, có tinh thần được rồi không? Còn gì nữa? Còn gì nữa không? Con có thích đàn ông da trắng hay là da đen? Dạ, da ngăm ngăm rồi. Được. Đúng luôn, cái này thì đúng rồi đó. Bây giờ đố đố bạn bên đây hình dung về một bạn nữ bên đây như thế nào? Theo cưng. Em hay em đoán hả? Ừ. Nếu mà nãy cái nói Nhân Vân có nói cái nét đẹp cổ xưa chắc cũng giống công chúa. Giống công chúa, đúng à, rồi đó, đúng rồi đó, giống công chúa. Nhưng mà cái đó là đúng giống như cái ước mơ, cái suy nghĩ của cưng không? Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Em gái đi với ai vậy? Dạ, con đi với cậu, với dì, với lại bạn cậu bè đồng nghiệp. Rồi, xin mời đại diện gia đình có đôi lời chia sẻ. Kính chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào hai MC xinh đẹp, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào em. Chào quý vị khán giả trong trường quay. Chào hai cháu. Em là đại diện cho cậu ruột của bé Hoài Dung. Cậu cũng thấy bên này cũng thấy cũng hài hước, mặt mày cũng vui. Thì còn tương lai của con sau này hạnh phúc thì cậu chỉ nói vậy thôi. Còn con là tự con lựa chọn. Còn riêng quan điểm của cháu á, thì bé là rất chịu khó và đặc biệt là có hiếu với cha mẹ dữ lắm. Cậu chỉ khuyên con là bây giờ lấy chồng á, biết ăn chơi thì về sau này nó không biết ăn chơi nữa. Bây giờ nó chưa biết ăn chơi mà lấy về nó ăn chơi hơi khổ, đúng không anh Việt Linh? Đúng đó, cái đó cũng đúng đó. Cho nên là cái gì cũng phải phân phân phải phải thôi. Theo ý mình là khó lắm ha. Cảm ơn lời chia sẻ với cậu. Cưng đi với ai nè? Tính dạ, em đi với bạn thân với mẹ em. Có mẹ à? Đây, dạ, có mẹ. Dạ. Dạ, ở đây em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bên nhà gái và quý vị khán giả. Em là đồng nghiệp với anh Tính. Thì em ở đây anh Tính á, ảnh rất là thật thà, chịu thương chịu khó. Trong tình cảm thì ảnh rất là chân thành. Và anh Tính ở đây thì cô gái đây thì em chấm rồi. Công chúa không? Công chúa không? Đúng công là chúa. Công chúa không? Để mẹ nói đi, mẹ cảm nhận xét nếu như bạn này là bạn gái của con trai mình thì mẹ thấy sao? Dạ, xin chào cô Hồng Vân với chú Quyền Linh. Dạ, thì mình là mẹ của Trung Tính. Dạ. À, mình á, thật sự là ở dưới quê, nghe trai nó điện á, nó nói là nó tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, mẹ lên dự. Thì hôm nay mình lên là mình biết cái bé này nè. Thì theo mình thấy á, thì cũng rất là thích. Thấy nó ngoan với nó cũng dễ thương dữ lắm. Mình cũng muốn cho con trai nó có bạn á, để bật làm cha mẹ yên tâm, có bạn cho nó vui vậy đó. Dạ, rồi thả nó tiến tới thì càng tốt. Dạ. Rồi vậy cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Mở rào. Tính cười hoài nghe Tính. Tính có bộ răng đẹp quá à. Bắt đầu đi Tính. Dạ. Chào em. Rối là Tính rối liền, Tính rối liền luôn. Đấy, tặng em một quà ha. Dạ, em cảm ơn ạ. Cảm ơn em ha. Dạ. Rồi giờ nè, khui quà đi, khui quà đi. Em cho anh hỏi cái cuốn đầu tiên là em tặng anh là có ý nghĩa gì không? Tại vì em đọc tới cuốn sách này nó hay á. À. Dạ, với lại nó nói chung là nếu mà quen nhau hay là sau này có cưới nhau thì trong đây nó có tư vấn về tâm lý á. Nó chỉ mình luôn phải không? Dạ. Các em có mới biết tại sao anh tặng em cái này không? Cái này là nước hoa hả? À, nước hoa. Dạ. Anh muốn em mỗi ngày đều xịt nước hoa là nhớ tới anh á. Dạ. Xong, về ngồi ha. Đâu, dạ, cảm ơn. Đâu, con xịt thử có đúng cái mùi con thích không? Xịt thử coi, trời ơi cưng quá. Được không? Dạ. Được dạ. Không? Lúc nó nhỏ bằng tuổi tụi nó, người ta tặng tôi dầu dừa sức không? Ông ai tặng nước hoa? Người ta tặng ông hay là ông tặng người ta? Tặng người ta người dầu dừa. Cái cảm giác đầu tiên mà em nhìn thấy anh nó như thế nào? Có cái bụng nó bự. Hả? Cái bụng nó bự. Hóp vô, hóp vô.
Ủa nhưng mà nãy con nói là con thích phải không? Dạ. Ờ, thích người ta thích. Thích hả? Thích phình ra, phình ra. Đúng rồi. Đà. Thích có bụng. Nhớ mà, nãy nhớ hết cái bụng mà. Thôi. Như thấy cũng có cũng chững chạc, cũng có nói chung là cũng đẹp trai. Cảm ơn em. Em cho anh hỏi cái này ha. Dạ. Em ngày tháng năm sinh của em là ngày mấy ha? Dạ, em 3 tháng 9. 3 tháng 9 à, tại vì anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Hả? Nói lớn lên coi. Anh không có thích cái bạn gái mà sinh ngày 5 tháng 10. Sao kỳ vậy? Dạ, 5 tháng 10 gọi là hơi cứng đầu á. Ủa sao kỳ vậy? Khó chịu lắm, mấy người đó khó chịu. Sao biết 5 tháng 10? Từng đãi á, từng trải nó biết. Tức là hai người kia là ngày 5 tháng 10 hết hả? Có một người thôi. Dạ. Còn anh thấy em sao? Em nhìn rất là dễ thương. Nhìn là thấy cưng rồi đó. Cưng rồi đó, à. Cưng quá cưng. Bây giờ em ở quận 9 nè. Dạ. Công việc em làm, đang làm ở quận 9 luôn. Em ở quận 9 nhưng mà em làm ở quận 2 á. Mình thấy ngồi sao đó. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Của em là một khi đã quyết định mà quen á, à, là sẽ là quen nghiêm túc luôn. Chứ mà ví dụ như mà em lúc đầu mà em không thích hay là gì đó thì không có cho cơ hội. À. Và cái chuyện hẹn hò đi, nếu mà tụi mình bấm nút á, dạ, thì em muốn cái buổi mà gặp đầu tiên của mình nó sẽ như thế nào? Đi ăn, đi uống bình thường thôi, đi cà phê bình thường thôi. À vậy ha, vậy dạ, cũng đơn giản ha. Con hỏi anh có ghen không? Chứ giờ mình đẹp á là mình sợ mấy người mà ghen dữ lắm, mệt lắm. anh có ghen không? À, anh có hơi ghen chút xíu, nhưng mà anh có từng trải rồi nên anh biết sẽ phải làm như thế nào, phải ghét dạ, cái lời nói của mình á sẽ như thế nào. Với công việc á, nhiều khi công việc của em á, ví dụ như cũng có nhậu với công ty, đồng nghiệp hay sao đó, anh có thấy một cái nhậu, nhậu ít thôi chứ không cái nhiều. Tính chất của công việc mình phải chấp nhận, yeah, nó là như vậy. Tương lai mình tính sao, nếu mà hai đứa tiến xa hơn thì mình ở đâu? Cái này... Nếu mà hai đứa mình cho nhau cơ hội á, yeah, thì em thấy khoảng bao lâu nữa là mình cưới được? Em thì nếu mà hợp với thì, tại vì ba mẹ cũng muốn á. Ừ. Thì nếu mà hợp thì năm này cũng được. Tôi cái hợp này nhau là do hai tụi mình thôi, dạ, chứ không ai sinh ra mà hợp nhau hết, dạ, nó là như vậy. Nếu mà tìm hiểu thấy được thì cũng tiến tới cũng được. Tiền bạc ai giữ? Tiền bạc đó, nếu mà hai đứa mình cưới nhau á, dạ, thì tiền bạc là em giữ. Rồi con cái quan điểm với con trai con gái thế nào? Em nói đi. Con thì nói với em là trai gái cũng được, có dạ, là mừng rồi. Dạ, dạ. Mấy đứa? Em thì nếu mà kinh tế ổn định thì tích 2-3-4 đứa cũng được. Thấy hai đứa được rồi em. Yeah. Bây giờ đó em bước tới, em nắm tay cô ấy mà nói những cái gì đó mà em đang suy nghĩ và mong muốn điều gì đó để cho hai đứa có thể cảm xúc về nhau. Anh hồi học quá không biết nói gì mà ở đây thì muốn cũng chưa có nói được nhiều, mà quan trọng cái thời gian sẽ chứng minh. Yeah. Mình sẽ làm như thế nào để cho bạn gái thấy cũng như em như là như vậy. Yeah. À, ha. Từ một cái lần nắm tay nó có cảm giác an toàn không? Nói chung là cứ cho nhau cơ hội. Dạ. Yeah. Rồi, về vị trí đi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bấm nút là trao cơ hội hẹn hò. Chúng ta đang đối diện với gia đình, bà con, họ hàng, hàng triệu khán giả. Mình không thể dối con tim mình được nha. Con tim mình mách bảo thế nào mình cứ làm y như thế. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai đứa. Có fan đó, có fan dễ sợ không? Các bạn đó là rất mong hai đứa nhấn rồi, người, hai, nhấn hai nút đứa đó, đó. Hợp với nhau, hai đứa nắm tay đi. Cái bạn này có duyên lắm đó nha con. À. Bây giờ nè, có cậu như là cha vậy đó, rồi với mẹ luôn. Bây giờ em hứa đi, cậu với bên nhà mình đi, là bắt đầu xin phép tụi con hẹn hò với nhau từ bây giờ. Con có lời nói với cậu ha, cậu như cha mẹ, bây giờ bắt đầu cho tụi con quen nhau, con sẽ cố gắng để mà thể hiện cho em thấy là mình thương, rồi sẽ tiến tới. Nói gì với mẹ đi, nói em mẹ nói gì đi. Với mẹ. Con giờ con bấm nút là con cũng suy nghĩ nghiêm túc về giống như là quen nhau, là cũng có suy nghĩ nghiêm túc về á. Cũng mong sau này mà có, nếu mà được làm dâu của bác thì mong bác thương yêu. Mong bác thương yêu con. Nhìn bác hiền hậu lắm á. À, giờ xin phép cậu cho con bạn gái cái. Dạ, con xin phép cậu vợ cho con hôn em ha.
Cậu mở có đồng ý không ạ? Đã, cậu mở có đồng ý không ạ? Nó dễ thương lắm á. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chúc hai em hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên và họ đã đồng ý hẹn hò rồi quý vị. Chúc cho họ sẽ sớm tìm hiểu nhau và thông báo tin vui cho chúng tôi.